Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Rabbit of the Night. Và ở đây thì cái căn cứ của mình nó đang dần dần được hình thành. Mình xây dựng theo ngẫu hứng thôi, cho nên là mình cũng không biết nó hình dáng gì nữa. Nhưng mà mình đang nghiên cứu. Thì cái phần ở phía bên trên nóc thì mình vẫn chưa có. Chúng ta vẫn có thể đứng đây để ngắm trăng. Và rất là lạnh luôn á. Bây giờ đang mùa đông và 2 ngày 29 rồi nhưng mà vẫn chưa qua hết mùa đông nữa. Vẫn rất là lạnh luôn. Và cái phần nóc ở phía bên trên thì mình sẽ từ từ nghiên cứu sau đi. Và trong tập ngày hôm nay thì mình đang có cái dự định là đi khám phá xung quanh cái căn cứ của mình đó, để xem coi có cái gì đó hấp dẫn, cũng như là có cái món đồ nào đó xịn xịn mình mang về hay không nha. Thì trong này mình đã kiểm tra cái công thức chế tạo những cây kiếm đó các bạn. Thì mình thấy có một cái kiếm rất là xịn luôn mà mình muốn làm trong tập ngày hôm nay để mình đi khám phá. Thì có cái kiếm này nè. Đó, cái kiếm này 30 đam luôn, nhưng mà phải nâng cấp từ cái sao lên. Nhưng mà mình sẽ làm cái kiếm cơ bản của nó 22 đam nè. Cần có hơi thở của rồng. Nhưng mà cái kiếm cơ bản của nó thì mình có khả năng làm được nè. Cần có hắc diệm thạch với lại sắt thôi. Sắt thì trong thời gian mà mình rảnh thì mình có đi đào thêm nè. Rồi hắc diệm thạch thì lần trước mình nhớ là mình còn hai cái cục nữa, nhưng mà bị con Reaper nó nổ cái rương á. Bây giờ thì mất tiêu rồi. Chắc là mình phải đi xuống phía bên dưới để mình làm cho mình cái cây kiếm này nè. Đó, đào thêm cho mình hai cục hắc diệm thạch. Thì mình sẽ đi xuống phía bên dưới luôn. Bây giờ thì buổi tối mình sẽ tranh thủ mình làm cái kiếm để mình tranh thủ mình enchant luôn nha. Bởi vì buổi tối thì mới có thể enchant được, chứ còn ban ngày thì nó không có cho mình enchant ấy. Cho nên là nhanh chóng đi xuống phía bên dưới này làm luôn để mang đi enchant. Bên đây thì lần trước mình đi đào hắc diệm thạch mình làm cái cửa nè, cho nên là cũng biết đường rồi. Sẵn tiện ở đây thì lấy luôn cái cục lấy luôn cái cục ngọc lục bảo này luôn đó, lấy luôn ngọc lục bảo. Và mình qua phía bên đây, mình quên đem theo cái xô nước rồi. Quên đem theo cái xô nước rồi, thôi kệ, cứ đào luôn nha. Hắc diệm thạch ở bên đây thì nó cũng bị đóng băng lại hết rồi, cho nên là cứ đào thôi. Đó, mình sẽ đào cho mình khoảng tầm nhiều một chút, khoảng 8 cục đi, đào 8 cục nha. Mình cần 2 cục thôi, nhưng mà sẵn xuống đây thì mình sẽ đào cho mình khoảng 8 cục và mình mang lên phía bên trên mình làm luôn. Rồi, sau khi đào xong hắc diệm thạch đó thì mình cũng đã có được cho mình 8 cục rồi nè. Bây giờ thì có thể đủ để làm được cho mình cây kiếm á. Cây kiếm lần trước mình làm cái kiếm kim cương nè, nhưng mà nó rất là cùi luôn, nó trừ tầm lum tầm la hết à. Hy vọng lần này mình sẽ làm cái kiếm nó sẽ tốt hơn một chút. Mình cần có cái bàn. Cái bàn chế tạo của mình nó cứ bị tuyết lấp lại thôi. Ở đây thì mình sẽ làm cho mình luôn cây kiếm, làm cho mình cây kiếm cơ bản trước đi. Sau này thì mình sẽ nâng cấp lên thành cây kiếm xịn hơn, cây kiếm 30 đam luôn. Mình cần có những cây que và bỏ vào trong này là bập một cái, và hy vọng là sẽ có cây xịn xịn một chút. Chờ đợi xem nó có. Ồ, sao nó không có chất lượng gì hết à? Làm xong cây kiếm mà nó không có chất lượng gì hết à? Và bây giờ thì cái kiếm này không có chất lượng gì hết, và mình sẽ thử nha. Cầm cho các bạn cùng xem. Wow, cái kiếm bự nè. Đó, cái kiếm này là kiếm hắc diệm thạch mà nhìn nó giống như cái kiếm bằng sắt vậy đó. Nó được bao bọc sắt ở phía bên ngoài và hắc diệm thạch ở chính giữa đó. Và rất là bự luôn. Và nếu như mình cầm cái khiên lên đó thì mình sẽ bị yếu đuối và làm chậm, do là cái kiếm này nó nặng quá đó. Cho nên là nó sẽ chậm lại, mình chỉ có thể sử dụng một tay vậy thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cất cái cây bao tay này của mình chắc là cất ở nhà đi. Mình sẽ đem theo cây kiếm này với lại cây này thôi là được. Với lại cái khiên. Rồi phần còn lại thì mình cứ cất cái trong này. À đúng rồi, mình sẽ làm cho mình cần cái làm cho mình cái bản đồ nữa. Cái bản đồ bằng cái quyển sách này nè. Và bên đây thì mình có bàn enchant. Bàn enchant này là bàn enchant tự chọn ấp sành luôn á. Rất là ngon luôn. Nhưng mà cần phải nâng cấp nó từ từ. Nâng cấp nó từ cái này lên nè. Cái này thì cần phải có công thức. Và công thức của nó thì cũng cần cho rất là nhiều những thứ linh tinh ở trong này. Mà mình vẫn chưa có thể làm được. Mình có nghiên cứu rồi, chưa có làm được. Cho nên là mình chưa có làm. Sau này thì mình sẽ có cái bàn enchant này nha. Còn bây giờ thì tập trung vào chuyên môn của mình, làm cái la bàn trước cái đã. Cái la bàn thì mình cần phải có cho mình cái phôi tin. Có thể sử dụng bằng sắt nè, nhưng mà mình sử dụng bằng phôi tin cho nó tiết kiệm nha. Tin thì trong này mình có nhiều nè, redstone mình cũng có luôn. Và cần có cho mình một cái quyển sách. Sách ở trong này thì có nhiều lắm, lấy ra luôn. Mình có sách đào dưới nước nè, nhưng mà mình chưa có enchant vô cái nón. Cái nón chắc là để từ từ enchant sau đi. Còn bây giờ thì chế tạo trước. Ở mình quên enchant nữa chứ, đúng rồi, enchant cái kiếm của mình luôn. Quên xém chút nữa quên rồi. Trời sáng cái nữa là toang luôn á. Đó, enchant nhanh. Bỏ trong này để enchant. Ủa? Cái bàn enchant này nó không có enchant được cái kiếm bự này rồi. Nó có thể enchant được cái cây kiếm nhỏ này nè, nhưng mà không có enchant được cái kiếm bự. Đó, kiếm nhỏ thì enchant được, còn cây này không được. Trời ơi, phải enchant được ngon rồi. Cây này không enchant được hơi tiếc một chút. Vậy thôi thì mình sẽ để dành điểm kinh nghiệm của mình đi, để sau này mình enchant những cái món khác chất lượng hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống phía bên dưới ngôi làng. Bên dưới ngôi làng này thì mình có một cái cục như cục quay ton á. Cục quay ton thì mình sẽ mang về luôn. Mình sẽ đặt ở nhà của mình để làm cái điểm dịch chuyển.
Lát nữa trên đường đi khám phá mình có tìm được ngôi làng á, thì mình sẽ quay trở lại, dịch chuyển về nhà cho nó tiện. Đây, đập luôn, cục quay to này thì mình cũng đã đánh dấu rồi nè. Nhưng mà lấy để mang về nhà luôn. Quay lại phía bên trên, vừa bay thì vừa ăn. Chắc là mình phải đem theo bánh mì rồi, bởi vì bay như vậy nó rất là tốn thức ăn luôn nè. Đó, tốn bánh mì khủng khiếp luôn. Cho nên là cần phải lấy bánh mì. Bánh mì thì mình còn cái lò nung ở phía bên dưới. Mình nung bánh mì, mình lấy cánh quạt lên phía bên trên này rồi, nhưng mà mình chưa có đem cái lò nung lên á. Cho nên là mình sẽ xuống phía bên dưới mình lấy. Còn đây thì mình sẽ đặt cái cục quay ton ở đây. Mình sẽ đặt là nhà của mình đi. Đó, lát nữa mình sẽ biết mình dịch chuyển về nha. Còn đây thì xuống phía bên dưới này để lấy bánh mì thêm. Có dưa hấu nữa kìa. Dưa hấu thì để thu hoạch sau đi. Còn bây giờ thì lấy bánh mì. Đó, lấy bánh mì theo để ăn. Nó sẽ tiếp tục nấu bột mì hay bánh mì thôi. Còn bây giờ thì tất cả mọi thứ đã ok thì đi thôi. Mình có cái bản đồ, quên quên mở bản đồ lên. Mở bản đồ, ok cho nó load map nha. Bây giờ thì có bản đồ thì nó sẽ bắt đầu ghi chép lại các cuộc hành trình đi khám phá của mình từ chỗ này đi qua phía bên kia. Và từ chỗ này thì mình sẽ đi thẳng luôn. Thấy cái con, à con dê, con bò gì đó. Ơ con bò, bò sừng luôn, bò tót hay bò gì á. Bởi đây thì mình có khu vực đất nó thay đổi một chút và một cái biome khác. Mình thấy có những cái bông hoa dưới này nè, để mình hạ xuống thôi. Mình thấy cái bông hoa này nhìn nó rất là quen luôn nè. Bông hoa này hình như là lần trước mình đi tìm mà không thấy nè. Kiểm tra xem, đúng rồi, nó chế tạo ra được cái hút nhiễm màu xanh lam này nè. Hút nhiễm màu xanh lam này lần trước mình tìm để mình làm cái block nhà kính. Block nhà kính để trồng cây. Đó đây nè. Nói công thức này thì lần trước mình phải nhuộm màu muốn chết luôn. Phải nhuộm màu tùm lum tùm la nè. Đó, phải nhuộm cái màu này tùm lum hết á, làm công thức tùm lum hết mới có được cái màu này. Bây giờ thì có cái này thì mình có thể sử dụng máy xay. Sử dụng cái cối cũng được nè, sử dụng máy xay thì mình có. Sau này mình có thể làm cái block nhà kính để mình trồng ruộng đó các bạn, làm ruộng á thì mình sẽ qua bên đây mình lấy nha. Trời ơi bên đây có rất là nhiều luôn. Lần trước không thấy, phải biết là mình qua bên đây mình lấy là khỏe rồi. Ở bên đây thì có mấy em heo nữa, chắc là mình sẽ đi tiếp đi. Mình sẽ đi theo cái hướng cái ngôi sao đó bạn. Đó, hướng ngôi sao đó mình sẽ đi thẳng qua phía bên đây. Đi thẳng luôn. Trời ơi đây nè, trời quá đất những cái bông hoa đây luôn mà mình không có tìm. Lần trước không có tìm, lo đi chế tạo, mình phải chế tạo ngọc lưu ly với lại cái ngọc lưu ly với lại cái bột màu vàng á để tạo ra màu xanh. Rồi màu xanh cộng với ngọc lưu ly thì mới ra được cái màu xanh hồi nãy. Công thức rất là lằng nhằng luôn mới tìm được. Bây giờ thì mình cứ đi thẳng vào phía bên này. Mình sẽ nhìn trên bản đồ á. Vừa đi vừa nhìn trên bản đồ nó lót rộng hơn tầm nhìn của mình. Tầm nhìn của mình nó bị hạn hẹp bởi sương mù nè. Nó không cho mình nhìn xa. Với bên đây thì mình thấy có cái bức tượng. Bức tượng. Bức tượng cái đầu của anh dân làng nhưng mà không có ngọc lục bảo. Còn dưới này thì chắc chắn là cái căn phòng của zombie, những cái lồng banner của zombie rồi. Ở đây là khu rừng chết, có căn nhà nè. Căn nhà hình như là căn nhà của phù thủy. Để mình xuống mà có đồ gì ngon không? Chôm đồ của phù thủy. À có con phù thủy trong kìa. À, từ từ ăn cho no cái đã, hình như nó chưa thấy mình đâu. Mình sẽ cầm cái kiếm bự vô nha. Đây đây đây. Cầm cái kiếm bự vô. Chém vô phát né là liền. Ồ chém trúng con mèo luôn. Ăn thuốc nè. Con dê. Chém xong nó biến thành con dê bay ra phía bên ngoài. Nó vậy. Chém xong nó biến thành con dê bay ra phía bên ngoài và con mèo của nó nè. Có cho mình cái vạt. Cái vạt thì chắc là để lại. Wow. Rất là nhiều thuốc luôn. Mà toàn là thuốc độc không à. Thuốc nhảy cao nè. Chống lửa, được được, thuốc chống lửa đem về được nè. Tốc độ nè. Nhiều hồi phục nữa nè. Lấy xong cái mớ thuốc này xong là full rương luôn rồi còn gì nữa. Thuốc nhảy cao nè. Còn mấy cái thuốc độc chắc là để lại đi. Ở phía bên này thì mình thấy có một cái khu vực đất màu xám xám rất là đáng sợ luôn nè. Để mình bay vào phía bên trong này để mình kiểm tra xem. Ở trong này có xương rồng nè. Ở đây có xương rồng, mà nhà của mình thì còn thiếu xương rồng cho nên là mình lấy luôn. Xương rồng trong phần này thì sao nó mọc cao dữ à. Không biết là nó mọc giới hạn là bao nhiêu nhưng mà nó mọc rất là cao luôn. Và nhà của mình thì đang cần có màu xanh của xương rồng nữa. Cho nên là lấy luôn. Và bay lên phía bên trên để dễ dàng quan sát hơn. Vừa bay thì mình sẽ vừa ăn để cho nó hồi phục là đủ đói nha. Chứ bay nó đói nhanh lắm. Xung quanh này thì... Ồ, bên đây có ngôi làng nè. Ôi ôi, tự nhiên bay lượn vòng vòng đây thấy có ngôi làng. Và ngôi làng này thì mình sẽ kiểm tra những cái anh bán hàng á, có cục quay ton dưới này nè. Ngon, mình sẽ lấy cục quay ton luôn. Đập cục quay ton, lấy cục quay ton thủ trong người trước. Rồi đi tìm. Ở trên này thì có mấy anh dân làng doctor nè. Mình sẽ kiểm tra xem. Wow, anh này mua xương hả? Mua xương nhưng mà tới tận 23 xương lận. Giá này thì rất là đắt luôn. Cho nên là mình sẽ không bán xương đâu. Ui. Zombie, zombie. Zombie đập nha. Đang tấn công. Ôi, đánh lộn rồi. Bay lên phía bên trên. Zombie nó tấn công dữ quá. Có mấy anh bảo kê, chắc là bảo kê giùm mình á. Ở bên đây thì sao mấy con này không vậy?
Mấy con này mà mình đứng gần đó thì mình sẽ bị làm chậm á, và chém thì cũng không xi nhê nữa. Chém bằng cái kiếm này 4 đam nè. Đó. Chém cái kiếm này mà được có 4 đam thôi à, phòng thủ của nó rất là cứng luôn. Và đứng gần đó thì mình sẽ bị chậm nè, chậm cấp độ 3 luôn, di chuyển không nổi luôn. Nó tấn công mấy anh dân làng trong này. Mấy anh dân làng trong này thì mua cái gậy nè. Rồi mấy anh dân làng ngon nha. Sau này mình có ôi bán cho mình cái roi nữa nè, nhưng mà cái đồng tiền này thì cũng đồng tiền địa ngục. Đồng tiền địa ngục này chưa biết tiệm đâu. Có bán cho mình cái roi nữa. Cái roi này thì có 3 đam, 3,7 đam thôi. Rồi đi ra phía bên ngoài, mình sẽ cố gắng tìm cái anh dân làng bán hàng trước. Sao ở đây mà buổi sáng mà zombie nó đông dữ không biết. Con này trâu dữ ha. Ôi nó biến hình nữa kìa. Rút cái kiếm này ra chém cho nhanh nha. Thôi cái kiếm kia chém lâu quá, nó nặng quá. Lên cái kiếm nó cũng lâu nữa. Rồi mình sẽ tìm xem coi anh bán hàng ở đây bán cái gì. Thường á là những ngôi làng hay có mấy anh bán hàng bán đồ kim cương ngon lắm. Cho nên là mình sẽ cố gắng tìm một cái anh bán hàng xung quanh đây, chắc là ở đâu đó đây thôi. Mình sẽ bay lên phía bên trên để có tầm nhìn bao quát hơn. Đây, bay lên phía bên trên. Ok, bay lên phía bên trên được rồi nè. Để có tầm nhìn bao quát hơn nha. Ở trên này cao cao một chút. Đó, trên này quan sát xuống thì mình vẫn chưa tìm thấy đâu đó phía bên này đúng không? Đây là đúng rồi. Đây rồi, cái chỗ bán hàng của anh ấy đây nè. Trời ơi, tuốt ở trong cái vách núi đá này luôn, cho nên là tìm đâu có ra. Trong này thì có kiếm gây cháy, kiếm của Apollo. Kiếm gây cháy mà có sửa chữa luôn. Sắc bén luôn nè. Và có cung lửa luôn. Wow, cung sức mạnh và cộng lửa luôn nè. Có sách bảo vệ khỏi lửa. À, ngôi làng này sẽ bán sách, bán cung, bán kiếm. Được nha. Cung kiếm sửa chữa luôn nè. Ok, ngon. Mình sẽ có thể đặt cái cục quay to ở đây, mình sẽ đánh dấu là ngôi làng đầu tiên đi, ngôi làng số 1 đi. Ok, ngôi làng số 1 để sau này mình có thể dịch chuyển mình quay trở lại đây để mình lấy. Còn bây giờ thì đây chắc là cũng không có đồ gì để loot rồi. Mấy dân làng thì thường là không có đồ gì ngon để mình loot. Mình cố gắng tìm một chút xem coi có không. Trong này thì có mấy anh dân làng bình thường thôi. Bên đây thì mấy căn nhà sao nó hay bị lún dưới đất quá, cho nên là không có vô trong đó được. Trong đó có cục đe kìa, ôi có cục đe. Có cục đe thì vô phía bên trong xin cục đe của mấy anh ấy luôn. Wow, có nguyên một khối sắt luôn. Nhà mình đang thiếu sắt, lấy luôn. Lấy có hopper luôn nè, coi có hopper luôn. Mấy cái vạt thì chắc là để lại đi. Cái vạt thì mình chưa có cần á, cho nên là giữ lại thôi. Rồi, đi ra phía bên ngoài luôn. Ở trên đây thì anh bán hàng thôi. Chắc là mình sẽ tiếp tục lên đường để đi khám phá tiếp những cái ngôi làng tiếp theo đi. Chủ yếu là mình tìm mấy cái ngôi làng để mình tìm cái anh bán hàng, coi coi mấy anh ấy bán đồ ngon hay không á. Ở bên đây thì mình có một cái căn phòng nữa. Căn phòng này như là một căn phòng nuôi động vật vậy đó. Có nuôi mấy con vẹt ở trong này nè. Rồi nuôi mấy con chó. Bên đây có cái chuồng của con mèo nữa nè. Đúng là mấy cái này là để nuôi chuột á, nhưng mà sử dụng để nuôi. Có chuồng chuột trong này nè. Sử dụng để nuôi mèo được tùm lum hết. Chỗ này để nuôi mèo rồi. Có mấy anh dân làng bán hàng này để mình kiểm tra xem anh này bán cho mình mua lúa mì, mua nông sản nè, mua thịt chuột nữa ha. Có cả mua thịt chuột ở trong này nữa. Trao đổi rất là nhiều thứ. Bên đây mình coi rồi, cái anh này thì chưa kiểm tra nè. Mua len nè, mua cây kéo nữa. Đổi được cây kéo rồi, cũng giống nhau thôi. Mấy anh này trao đổi giống nhau à, cùng chung một nghề á. Có mấy cái ba lô nữa nè. Cái ba lô thì cần có da với ngọc khá là đắt. Cái ba lô thì mình chưa có làm được, cho nên là anh ấy cũng bán đắt nữa, mình cũng chưa có mua được nữa. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường thôi. Vậy là mỗi ngôi làng thì sẽ có một cái chỗ bán hàng và có một cái chỗ kiểu như là nuôi động vật nữa. Mà sao cái ngôi làng gần nhà mình nó không có nha, tự nhiên bên đây có nè. Thôi thì mình sẽ đi tiếp tục đi khám phá tiếp, tìm kiểm tra xem có gì đó mới lạ nữa hay không nha. Và mình sẽ cố gắng tìm cho mình thêm một cái ngôi làng nữa để chúng ta lấy cục quay ton để đi về. Trên đường đi thì mình sẽ cố gắng ăn vô. Bên đây mình có tới sa mạc rồi nè. Bên đây phải sa mạc không? Bên đây là sa mạc rồi nè. Sa mạc thì có những cái cây như cái cây dừa. Và có con gì dưới này nè. Con gấu mà. Mấy con bò. Con bò đen thui à. Bên đây có bò đen thui và nghe tiếng con gì á. Con gì kêu chít. Trên này có heo rừng nữa nè. Mấy heo rừng hình như dữ lắm. Phải tấn công mình không? Lần trước không biết tại sao mình bị tấn công. Nó tấn công kìa. Nó tấn công mấy con chó kìa. Đó. Ôi nó hung dữ lắm không á. Ở trên này thì mình có cái gì đây? Cái gì? Ôi. Con worm. Một con worm, hàng gì mình thấy ở dưới cát đó, nó lủi lên. Đây, từ từ lấy cái kiếm này ra nha. Đông vậy. Rồi, bay lên. Ok. Trời ơi xém chết. Trời ơi mấy con worm ở dưới đông lắm.
Ôi, đi vô cái ổ của nó hay sao á, nó tấn công mình liên tục luôn. Rồi may là mình bay lên kịp chứ không là tiêu rồi. Khoan khoan, để mình đi kiếm một cái chỗ nào đó mình hồi máu lại cái đã. À, ở chỗ đó có mấy con worm. Và nó rất là nguy hiểm luôn á, cho nên là đứng trong này. Trong này chắc là an toàn rồi nè. Ôi, nó làm liên làm lễ luôn, không kịp phản kháng luôn á. Chắc là mình sẽ cầm cái khiên lên đi. Rồi cầm cái kiếm này nha. Chứ cái kiếm bự là mình thấy nó đánh không kịp rồi á. Nó dồn đam, nó đánh nhanh quá, không có đỡ kịp với nó luôn á. Và lấy thức ăn xuống. Mình có thuốc là hồi phục nè. Uống cái thuốc này vô cho nó hồi phục cho nhanh. Rồi, hồi phục cấp độ 2 luôn. Rồi bây giờ thì quay trở lại chơi nó thôi. Bây giờ mình có cái kiên lên rồi. Hồi nãy chưa có chuẩn bị gì hết, nó tấn công dữ quá. Mình thấy cái hiệu ứng gì đó ở dưới cát, tự nhiên nó lủi lên phía bên trên. Rồi bây giờ thì nó hình như là ở phía bên, phía bên gần cái căn nhà này nè, gần mấy con heo. À đúng không, bên kia gần gần chỗ cái kim tử tháp nè. Đây đây, mình sẽ qua phía bên đây để đánh mấy con worm này luôn. Đó 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 đó, nó bắt đầu hiện cái hiệu ứng cát sôi 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 lên như vậy nè. Đó đó, chém. Ok, có cái khiên là khác liền. Trời ơi, có cái khiên là khác khác biệt liền. Mấy con này thì bây giờ đơn giản thôi. Chém chém. Trời ơi, chạy. Ôi, nó hết máu, nó chạy rồi. Tấn công từ phía bên dưới, tấn công lên nó ghê chứ. Hình như là có hai con thôi à. Và những cái vật phẩm của nó rớt ra nữa nè. Rớt cho mình mấy cái răng hay mấy cái lưỡi gì của nó nè. Thịt của nó nè. Thịt của cái con quét dead. À, dead worm chi tin. À, cái vỏ của nó nhìn nó rất là ghê luôn á. Mà bên đây hình như còn cái này, mình thấy có hiệu ứng của nó. Đây đây, lưỡi lên đi cưng. Hình như nó sợ mình hay sao rồi. Nó sợ, nó không dám lên nữa. Rồi mình sẽ làm cái miếng bánh mì cho nó hồi máu là tiếp nha. Hình như nó không dám lên nữa rồi. Thôi mình sẽ qua phía bên đây để khám phá cái kim tử tháp luôn. Con bên đó nó không dám lên. Ở bên đây thì có cái con này nè. À, cái con này là cái con thằng lằn, nó có thể châm đầu của mình á. Cho nên là hết sức cẩn thận với nó. Chém nó luôn nè. Không có cho nó đẻ trứng. Dưới này thì có hang động đi phía bên dưới mà tối thui ghê quá. Thôi thì khám phá cái kim tử tháp trước cái đã. Vậy là mình đã tìm thấy được cho mình cái sa mạc bên đây. Cái sa mạc bên đây thì hay có xương rồng. Rồng mới chết lắm. Nhưng mà nãy giờ mình đi mình không thấy có cái con rồng nào ở ngoài thiên nhiên hết luôn á. Chắc là trong phần chơi này nó không có rồng thiên nhiên trong cái map của mình rồi. Chắc là phải qua thế giới khác mới có. Còn đây thì đi xuống phía bên dưới luôn nha. Kinh nghiệm của mình là đào xuống phía bên dưới này cho nó an toàn. Và có đem theo cho mình cái cây này thì cắm đuốc lên. Cắm đuốc ở đây một cái và đập cái này đi cho nó nhanh. Cho nó an toàn. Và trong này wow, táo vàng nè. Đá các kiểu thì mình sẽ bỏ lại. Nấm đồ nè, không cần thiết thì mình sẽ bỏ lại. Lấy cái này về. Và những cái quyển sách ghi chép về loài rồng nữa. Nấm đồ bỏ lại, đất đồ bỏ lại, gỗ, chậu đồ. Xương rồng thì chắc là mình sẽ mang về một cái để mình có thể làm cho mình cái khu ruộng farm xương rồng. Ở đây không có sách. Ôi, sách đánh bật lùi nè. Có vàng lấy vàng. Và có xương lấy xương luôn. Thịt khối chắc là bỏ lại thôi. Bên đây có cho mình cái ruồi nữa. Có cái móc. À, cái móc này là móc tay của cướp biển nè. Móc này thì không có móc lên được. Không có quăng lên được. Kiểu như cái này để đánh thôi à. Có đam nè. Ô, tốc độ đánh rất là nhanh luôn nè. 4.7 luôn. Mà có 3 đam thôi. Đam thì hơi ít nhưng mà tốc độ đánh thì rất là nhanh. Cũng được. Bù cho cái đam thì tốc độ đánh nhanh cũng ngon. Mà có thêm táo vàng nữa. Bột obsidian nữa. Lấy luôn. Rồi có dưới này thì có TNT. TNT chắc là không cần đâu. Cho nên là bỏ lại. Bay lên. Ok, bài là phía bên trên. Đi ra phía bên ngoài luôn. Rồi xong. Như vậy là trong cái kim tử tháp rồi đó các bạn. Bên đây thì có cái con worm hồi nãy mà nó không tấn công mình. Nó cứ lủi dưới cát không à. Cho nên là không có đánh được nó rồi. Thôi mình sẽ tiếp tục lên đường đi thẳng theo cái hướng ha. Hướng phía bên đây, hướng ngôi sao tiếp nha. Bên đây chỉ là cái sa mạc thôi. Và trên này mình có cái gì nè. Đây đây đây. Ôi, có một cái hòn đảo bay ở phía bên trên này. Thấy có những cái bông. Và có nhiều cái cửa địa ngục bị hư gì đó. Và đập cái này. Oh, đập mấy cái bông hoa này mình có thể có được cho mình ngọc Ender. Ngọc Ender nhà mình cũng đang thiếu cho nên là lấy luôn. Trong giai đoạn này thì mình thiếu rất là nhiều thứ. Thấy gì cũng lấy hết. Mình sẽ cố gắng tìm cho mình ít nhất là phải một cái ngôi làng nữa mới được. Đàn bài nè. Tìm cho mình ít nhất một cái ngôi làng nữa để mình có thể dịch chuyển về nhà chứ không là không có về được luôn á. Nên là cố gắng nhìn trên bản đồ nha. Mình sẽ tìm cho mình một ngôi làng tiếp theo. Túi đồ của mình cũng full rồi. Mình tìm ngôi làng là đỡ, chủ yếu là mình lấy cái quay ton để mình dịch chuyển về nhà mình cất bớt đồ thôi. Bên đây thì mình có một cái khu rừng như là cái cây đỏ khổng lồ nè. Giống giống ở trong phần chơi ARK của mình đó các bạn. Có cái khu rừng đất ở phía bên dưới nó cũng nâu đi. Và cái thân cây nó cũng màu đỏ nè. Đó, nhưng mấy cây khổng lồ á. Và đói nữa rồi, bay nó rất là nhanh đói. Mình chỉ còn 8 ổ bánh mì thôi. Cố gắng bay một chút. Để đi tiếp. Hy vọng là sẽ với 8 ổ bánh mì này mình sẽ tìm được ít nhất một ngôi làng nữa. Sau một hồi di chuyển tìm ngôi làng thì mình phát hiện ở bên đây có một cái khu rừng tre thì phải. Để mình xuống dưới mình khai thác thử nha.
Đây, cái khu rừng này thì chặt thử coi. Và trời nó bắt đầu mưa nữa rồi. Tiếp tục lại là trời mưa và chặt cái cây này nó nhả nè. À, nó nhả xuống giống như cái cây bình thường thôi và có cho mình bamboo đúng không? Đúng rồi, bamboo nè. Trồng xuống hình như là nó ra. À, nó ra nguyên cái cây thôi à, cần phải tìm hạt giống. Tìm hạt giống của cây bamboo và bên đây có nè. Đây rồi, cây bamboo đây rồi, bamboo. Hạt giống à. Zombie. Trời ơi, đang kiểm tra đồ thì zombie nó tấn công. Vậy là mình đã có hạt giống, vậy là mình có thể nhân giống lên được rồi đó, nhưng mà mình tìm nhiều nhiều một chút. Mình sẽ chặt nhiều nhiều một chút để đem về. Chứ trồng có một cây là nó tuyệt giống là xong luôn. Đi qua hỏi cái rừng tre một chút thôi các bạn là mình đã tới được ngôi làng khu rừng bên kia kìa. Bên đây có một ngôi làng rồi, mừng ghê luôn á. Đang sắp sửa hết thức ăn, chỉ còn có một ổ bánh mì nữa thôi. Ăn vô là xong nè. Và mình sẽ đập cái cục quay to này ra cầm ở trên người luôn. Và kiểm tra anh bán hàng, trời anh đã bán hàng kế bên luôn. Anh bán hàng lần này thì bán đôi giày. Đôi giày kim cương luôn. Wow, đôi giày kim cương sửa chữa bảo vệ và bảo vệ. Ồ, có sải bước dưới nước nữa. Rất là ngon luôn và có cái nón nữa nè. Có nón là chắc chắn là sẽ có nón hấp khô hấp sửa chữa bảo vệ đào nhanh dưới nước. Rất là đã luôn. Vậy là mình có thêm một ngôi làng nữa. Ngôi làng này, ngôi làng lần trước thì bán cho mình cái cung với kiếm đúng không? Còn ngôi làng này thì bán cho mình cái đôi giày với lại cái nón. Vậy là mình chỉ còn thiếu cái quần với lại cái áo nữa thôi là đủ. Ở đây thì mình sẽ đặt là ngôi làng nè. Ngôi làng thứ hai. Ngôi làng thứ hai đi. Đây, ngôi làng thứ hai để mình dịch chuyển về nha. Mình sẽ về nhà nếu mình để mình cất bớt đồ vô cái đã. Ở đây thì ui, dịch chuyển về nó bị kẹt. À, ok, ra ngoài được rồi nè. Nó hơi bị kẹt một chút. Đồ thì mình cứ đổ đại trong này đi. Đó, đổ đại trong này để cho nó có thêm slot. Và mình còn có thức ăn nữa. Thức ăn thì nãy giờ ở dưới này thì nó nấu lên không biết là có chưa. Dưới này thì có. À, có 4 ổ bánh mì nè. Ăn tạm như vậy. Nó nấu, mình không ở đây cho nên là map nó không có load ra. Cho nên là nó nấu mới có được 4 ổ bánh mì thôi. Và mình bây giờ thì mình có thể quay trở lại tiếp. Quay trở lại với ngôi làng thứ hai để khám phá tiếp. À, ngôi làng thứ hai bây giờ phải đi ngủ một cái cho trời sáng. Và kiểm tra mấy anh này nè. Quan trọng mấy anh này nè. Anh này bán 14 xương bằng 1 thì giá nó cũng hơi đắt. Thôi thì cứ đi qua phía bên đây. Wow, có cái đe, lấy cái đe luôn. Lấy cái cúp luôn. Lấy được cho mình cái khung vật phẩm bằng kính nữa nè. Cất vô luôn và kiểm tra cái rương. Trong này thì mình có một obsidian nè, có cho mình cái cây. Cái cây này là cây dưới DN mới có được. Có cho mình có cái hạt giống nữa nè, giáp ngựa nè. Ôi, lấy hết về đi. Bây giờ thì có slot rồi đó. Và mấy cây trời non chắc là bỏ lại. Nấm thì bỏ lại luôn đi. Đó, đi vòng vòng khám phá. Bây giờ thì buổi tối thì khám phá ở đây thì nó hơi nguy hiểm một chút. Nhưng mà cố gắng luôn, hy vọng là không có zombie tấn công vô đây nha. Và mình đã về tới nhà để mình đi ngủ cái cho trời nó sáng cái đã. Hồi nãy bên ngôi làng bên kia thì zombie nó tấn công dữ quá, tội nghiệp với anh dân làng cho nên là mình đã phải dịch chuyển về nhà để mình đi ngủ. Mình đã lấy thêm cho mình bánh mì để ăn nè. Đó, cái máy nấu bánh mì ở dưới thì nó vẫn đang tiếp tục nấu cho mình. Ở đây thì mình đang chờ đợi cho nó hết hiệu ứng. Mình sẽ cất bớt đồ vô trong này cái đã. Đồ mình mới vừa qua phía bên loot được cho mình thêm một mớ nữa. Có thuốc các kiểu luôn. Và mình sẽ lấy cho mình thêm xương ra. Mình sẽ qua bên ngôi làng gần nhà của mình nè để mình kiểm tra xem anh gần nhà của mình bán cái gì ngon không nha. Nãy giờ mình đi kiểm tra mấy ngôi làng xa mà quên kiểm tra ở gần. Cái gần nhà của mình thì mình không kiểm tra đâu. Đi chi cho xa. Bài vào phía bên đây luôn. Bên đây thì mình có mấy anh dân làng bán hàng lần trước mình kiểm tra rồi nhưng mà quên mất tiêu rồi. Đây đây. Anh bán hàng này còn sống không? À, vẫn còn sống, may mắn quá. Anh này vẫn còn sống mà bán cho mình kiếm. Kiếm này, kiếm sắc bén và hại chân đốt. Ở đây có giáp. À, ở gần nhà mình có giáp, bên kia thì có có giày với nón, còn bên đây thì có áo giáp, ngon rồi. Trời ơi, áo giáp sửa chữa gai và bảo vệ luôn nè. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây thì có bán cúp nữa. Cúp này thì không cần đâu. Kiếm nữa nè. Kiếm obsidian luôn hả? Ôi, kiếm obsidian 24 đam. Còn cái này của mình có 15 đam thôi. Cái... Wow, được. Mình có đem xương theo nè. Để mình kiểm tra mấy anh doctor phía bên này xem. Mấy anh doctor phía bên này bán cho mình cái ngọc á, ngọc lục bảo á, coi có bao giá bao nhiêu nha. Mình sẽ mua luôn. Ngọc lục bảo nãy mình nhà mình có hình như 1-2 viên ở nhà đó. Nhưng mà quên đem theo rồi. Bây giờ thì phải tìm anh doctor. À đây rồi, anh doctor bên đây rồi. Mình sẽ kiểm tra xem anh này. Wow, anh này mua xương giá rất là rẻ luôn nè. 5 xương thôi, mua nhiều nhiều một chút. Đó. Anh này là một nhân tài đó, mình cần phải bảo vệ anh ấy chứ không là bị zombie tấn công thì tội lắm. Mua thêm nè, đó, anh ấy lại mở giao dịch cho mình. Và mình hết xương luôn rồi. Lần trước thì mình có xương nhiều lắm nhưng mà bị con Reaper nó nổ cái rương á. Cho nên là cũng mất đi rất là nhiều đồ, bây giờ thì không còn nhiều xương để trao đổi nữa. Bây giờ thì có mở công thức, ôi mở công thức mới nè. Trao đổi những cái block linh tinh thôi. Block linh tinh thôi và mình đã có được cho mình 10
11 cục. Mình sẽ bay về nhà. Đúng rồi, bay về nhà. Bay về nhà lấy hắc diệm thạch. Mình lấy hắc diệm thạch qua bên đây mình trao đổi lấy cây kiếm 24 đam luôn. Trời, kiếm nó mạnh hơn cả cái kiếm của mình nữa. Cái kiếm mình bự mà nó hơi cùi luôn á. Cho nên là trao đổi quay trở lại lấy hắc diệm thạch. Để mình có đào dư dư nè, đó bây giờ thì có cơ hội để sử dụng luôn, có ngọc lục bảo luôn, mang theo luôn. Bao hình đó, để mua luôn. Sao cái kiếm nó nhìn nhỏ nhỏ mà đam nó cao quá vậy? Không biết có vấn đề gì không? Không biết có bị lừa không nữa. Nhưng mà đam thì rất là cao luôn á. Mà giá thì cũng rẻ nữa cho nên là khi cậy đó cứ mua. Mua xài cho biết nha. Đây là ăn cho no cái trước khi mua. Hy vọng là không bị lừa. Mình sẽ mua thử thôi. Trước giờ chưa có mua đồ của mấy anh dân làng cho nên là mua thử cây kiếm. Đây, chúng ta sẽ có được cây kiếm. À, kiểm tra xem cây kiếm này. Cây kiếm này thì cái kiếm này rất là ngắn luôn á. Còn cây kiếm của mình mới chế tạo hồi nãy nè, rất là bự luôn. Wow. Rất là bự luôn. Rồi giờ thì đi về nhà thôi. Mình sẽ thử enchant thử coi. Thử enchant cái kiếm mới này của mình có được không nha. Cái kiếm bự của mình thì nãy mình enchant rồi mà nó không được. Còn cái kiếm này thì không biết sao đây. Mà bây giờ thì buổi sáng nữa hả. Trời ơi, buổi sáng làm sao thử nghiệm bây giờ. Thử nghiệm không được rồi. Buổi sáng không cho thử nghiệm. Rồi kiếm này không thấy có độ bền nha. Không thấy có chất lượng gì hết. Giống cái kiếm này nè. Đó, hai cây này nó không có chất lượng gì hết đâu. Mà nó lại rất là mạnh luôn. Mà không có công thức chế tạo nữa chứ. Đó, kiểm tra công thức, không có công thức chế tạo của cái kiếm này luôn á. Cái kiếm này chắc là cái kiếm đặc biệt rồi. Rồi mình sẽ thử dịch chuyển lại cái ngôi làng thứ hai nãy. Ở đây thì sao rồi. Ở đây mọi thứ vẫn ổn. Ok, mọi thứ vẫn ổn. Đây thì có đôi giày nè, với lại cái nón. Vậy là sắp tới thì mình có thể trao đổi farm xương các bạn. Đi trao đổi với mấy anh doctor để mình lấy ngọc. Mình trao đổi lấy cho mình nón nè. Nón với lại đôi giày ở đây. Trời ơi, nhìn ghiền kìa, có sửa chữa luôn. Rất là đã luôn á. Và ở phía bên đây thì lại có một anh dân làng nữa. Anh này thì bán y như vậy thôi. Đây có rất là nhiều golem mà có đây đống rác hả. Một cái đống rác luôn. Đống rác mình có thể đập lấy đồ được nè. Ở rồi bay tầm lum nè. Ôi ghê quá, ghê quá. Thôi đi đi đi. Không có hốc đống rác đâu. Mình sẽ kiểm tra dưới này xem coi có con gì đó mới không. Ở đây có anh doctor nữa. Ôi anh dân làng ha. Ôi xém chém chúng ảnh tội nghiệp. Đây anh doctor ở đây thì. Anh doctor này bán 14. Mắc quá. Anh dân làng ở nhà mình giá là rẻ nhất rồi. Mấy anh bên đây bán mười mấy không à. Giá rất là đắt luôn á. Có bếp stone nữa nè. Ngon nha, ngon nha. Hồi nãy mình thấy có một cái trang trại chăn nuôi động vật. Mà hình như là mình vô khám phá rồi, đây nè. Trong này nè. Mình vô khám phá rồi, chỉ có mấy cái chuồng chuột thôi. Chuồng chuột hồi nãy mình lấy về một vài cái rồi cho nên là cũng không cần thiết nữa rồi. Đi khám phá, đây có ngọc. Có ngọc lục bảo đây nè. Ô, hai quặng luôn. 3-4 quặng luôn. Wow. Ngon ngon ngon, 3-4 quặng ở trong này luôn. Có con gì trên nè. What? Có con gì ở phía bên trên kìa, mình thấy nó đậu ở phía bên trên. Ôi con rồng, con rồng, con rồng. Rồng 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 rồng. Rồng ở trên này. Con này con gì đó mà có tấn công mình không? Thử tấn công nó xem. Chém nó. Chém nó một hit. Khốn kìa, đau kìa, đau kìa. Đau kìa. Cái kiếm này rất là mạnh luôn á. Sao nó nằm im trên vậy? Không biết là mình có tem nó được hay không mà thấy nó hiền. Hình như nó không có tấn công mình. Thôi thì mình sẽ giữ nó lại nha. Bạn nào biết cái con này con gì có thể comment cho mình biết. Và cũng như là có tem nó được hay không nha. Có thuần quá nó thành đệ tử của mình được hay không á. Hãy comment cho mình biết để lần sau mình quay trở lại. Mình sẽ bắt nó chứ bây giờ giết nó thì tội lắm. Thứ nhất là nó không tấn công mình. Mà thứ hai là thấy nó cũng đẹp. Cho nên là cứ để dành lại thôi. Bây giờ thì ngôi làng đâu rồi. Đi vô ngôi làng để mình dịch chuyển về nhà thôi. Mà đây thì có bị gì á. Mấy con slam thôi. Qua đây hôi đồ, qua đây hôi đồ. Qua đây hôi đồ, hôi đồ. Lượm được đồ luôn, xịn. Không cần phải đánh. Thôi mình sẽ dịch chuyển về nhà thôi. Có cục Wayton này thì bây giờ rất là tiện luôn. Đây rồi, dịch chuyển về nhà nha. Đi về nhà luôn. Về nhà mỗi tội là về nhà đây nè. Nó hay bị dướng thì đi không ra được nè. Đó. Nó bị lún xuống đất á. Như vậy là trong tập ngày hôm nay thì mình đã đi tìm khám phá và tìm được cho mình những cái ngôi làng với những anh dân làng bán đồ rất là hấp dẫn luôn. Bán đồ kim cương, mình chỉ còn thiếu cái quần kim cương nữa thôi là mình sẽ đủ nguyên một bộ luôn á. Nguyên một bộ đồ bằng kim cương luôn. Nhưng mà cần phải muốn có được đồ kim cương thì mình cần phải farm thêm cho mình thật là nhiều xương để mình trao đổi với mấy anh dân làng doctor lấy ngọc lục bảo thì mới có thể có được đồ kim cương các bạn.
Đó, nói chung là một quá trình rất là gian nan trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.